Đây là một trận đại tàn sát hỗn loạn. Thế giới bị người khổng lồ chiếm lĩnh. Món ăn duy nhất của bọn họ là loài người. Ăn bằng sạch loài người thì thôi. Mọi chuyện bắt đầu từ một thí nghiệm vô nhân đạo của nước em. Tuy thí nghiệm vô cùng thành công, nhưng nó lại khiến trái đất bị người khổng lồ chiếm lĩnh, cuối cùng gây ra thảm họa cho chính mình. Tốc độ phân chia tế bào của họ siêu nhanh, tốc độ lan truyền cũng nhanh. Xuất hiện co giật sau khi bị truyền nhiễm, biến hóa tức thời. Với họ, mọi loại vũ khí chỉ như pháo bông nổ, không đáng nhắc đến. Con người đành sống trong một khu vực chỉ định, xây dựng tường cao để phòng người khổng lồ. Cứ như vậy, cuộc sống hòa bình kéo dài 100 năm. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm ngày càng tò mò thế giới bên ngoài bức tường. Ba đứa trẻ lén lút đến chỗ chân tường thành. Đây cũng là lần đầu chúng được nhìn thấy nó. Chúng bị binh sĩ canh gác phát hiện. Cùng lúc đó, có một tiếng nổ lớn. Phá vỡ hòa bình đã kéo dài trăm năm ở đây. Dường như có gì đó đang ra sức đập tường. Đó là một cái đầu của một kẻ cao hơn 100 mét. Nó nhìn vào từ ngoài tường thành. Đây là người khổng lồ lớn nhất trăm năm nay. Mỗi cái đầu thôi đã cao bằng tòa nhà 30 mét. Hắt hơi một cái, đủ các loại đá lao về phía tường thành. Bức tường bị hỏng một lỗ vài chục mét. Những người khổng lồ con tiến vào. Khung cảnh vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng dưới đây có chút gớm ghiếc. Mong hãy suy xét cẩn thận khi xem. Vũ khí của con người chỉ như gãi ngứa chúng. Thành phố này đã không còn yên bình sau cả trăm năm. Từng người một bị ăn sống. Cư dân trong thành phố chạy tán loạn. Họ không có chút khả năng phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng phá thành phố. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên nền đất, không ai quan tâm. Trưởng thôn ra lệnh cư dân trốn vào nhà. Vô số con người chen chúc nhau. Chẳng mấy chốc căn nhà đầy ắp người. Người bên trong khóa trái cửa, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét đau khổ của người ở ngoài. Nam chính nói, có thể chứa thêm một số người. Không có một ai phản hồi lời cậu. Chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi ra ngoài. Trơ mắt nhìn người khổng lồ ăn thịt. Tiếng nhai xương cũng phát ra răng rắc. Nam chính lấy hết dũng khí, chạy ra ngoài chiến đấu với người khổng lồ. Quay đầu nhìn thấy chúng đang phá nhà, ăn thịt những người ở trong đó. Biết bao đôi tay giơ ra xin cầu cứu. Nam chính gần như phát điên rồi, bước lững thững tìm cái chết. Đứng trước mặt chúng cũng không còn quan trọng. Cảnh tượng này họ khó mà quên đi được. 2 năm sau, tường thành thu hẹp lại, chỉ còn lại vài nghìn người và đội quân nhỏ. Nhiệm vụ hiện tại của họ là sửa tường thành và tìm cái ăn. Không còn bất cứ suy nghĩ nào khác. Tất cả mọi người ở đây đều có cùng suy nghĩ, không muốn đụng độ người khổng lồ nữa. Chỉ cần có thể sống sót là sẽ có cơ hội xây dựng lại nhà cửa. Vì kiếm thức ăn, họ buộc phải ra ngoài thành. Đám người khổng lồ chỉ ăn thịt người, chúng không hứng thú với loài khác. Cùng lúc đó, nam nữ chính phát hiện một em bé khổng lồ trong một tòa nhà sắp sập. Nó đang ăn một thứ gì đó. Đột nhiên đứa bé rơi từ trên tầng xuống, suýt thì đè chết nam nữ chính. Nó phát ra tiếng động cực kỳ chói tai. Ở một nơi yên tĩnh như thế, loài âm thanh này thật đáng sợ biết bao. Hơn nữa nó còn rất to. Rõ ràng tiếng khóc của nó đã thu hút nhiều người khổng lồ điên cuồng đuổi theo tiểu đội. Một người khổng lồ cao 3 mét bị một kẻ khổng lồ khác chậm chết, còn nở ra nụ cười bí hiểm cười bọn họ. Tiểu đội không có ý định chờ chết, lái xe bỏ chạy khỏi đó. Ngày càng nhiều người khổng lồ đuổi theo họ. Từng người một bị ăn sống. Vào khoảnh khắc sinh tử, cậu béo dồn hết mọi sức lực để đẩy ngã người khổng lồ, cứu được nam chính. Nhưng cứ chạy như thế này cũng không phải là cách, thậm chí còn dẫn chúng đến chỗ tường thành. Cậu béo nhớ lại chỉ dẫn của chỉ huy, những kẻ khổng lồ này không bất tử. Tuy vũ khí không gây thương tích cho chúng, nhưng phần gáy chúng có điểm yếu. Bỗng có một người bí ẩn xuất hiện, trông như siêu nhân, xử đẹp đám người khổng lồ trước mắt. Rõ ràng bọn họ đều được huấn luyện đặc biệt, cũng là người bảo vệ cuối cùng. Bởi vậy nam chính có ấn tượng sâu đậm. Trong đó có một cô gái đã bị ăn thịt ngay trước mắt cậu ấy vào 2 năm trước. Nay ánh mắt cô ấy nhìn nam chính đầy ác ý. Cùng lúc đó, đội trưởng đưa cho một quả táo khiến cô ấy được an ủi vô cùng. Còn được ăn táo trong thế giới này là một chuyện hạnh phúc biết bao. Đội trưởng xếp cho nam chính một đồng đội. Họ đều thừa biết rằng nếu tiếp tục sinh sản, không biết chừng ai sẽ biến thành người khổng lồ. Cùng lúc đó, một con mắt siêu to mở ra, dọa mấy người bọn họ sợ chết khiếp. Vậy là đồng đội của nam chính bị nuốt chửng. Vô số người khổng lồ đã đến chỗ bọn họ. Trông có vẻ chúng di chuyển chậm chạp, nhưng thực ra tốc độ nhanh hơn nhiều. Loài người bé nhỏ tuy có thể giết chết vài tên, nhưng cái giá phải trả cũng là rất đắt. Cách duy nhất họ có thể làm là chạy. Không còn cách nào khác. Họ dùng nguyên một xe thuốc nổ, nhưng cũng chỉ ngăn được chúng vài bước. Về bản chất, chúng giống hệt con người. Ngoài trừ việc không có trí tuệ và suy nghĩ thì đều có các bản năng động vật khác, thậm chí còn tàn ác hơn bản chất động vật. Sở thích duy nhất là ăn thịt người. Tuy rằng loài người đã vô cùng cố gắng rồi, nhưng vẫn không ngăn được người khổng lồ. Trong thế giới hiện tại, loài người đã trở thành động vật hiếm. Michimoto bị kẹt trên sân thượng. 5 người khổng lồ đang giơ tay ra tóm. Đúng lúc đó, một viên lựu đạn bay qua. Đồng đội cậu ấy đang dùng xong nồi, đứng đó gõ ầm ầm để thu hút sự chú ý của chúng.
Lúc muốn giúp Michimoto chạy thoát, Nam Chính bị bắt. Cùng lúc đó, đồng đội lao đến, giết chết một tên khổng lồ. Thấy đồng đội đang điên cuồng tấn công, mà tên khổng lồ này không thấy đau đớn gì. Bình thường bị trúng tên thì phải thấy đau, nhưng con này thậm chí không sợ búa rìu cơ. Phun rìu như chặt cây, mà nó chẳng cảm thấy gì. Cắm và nhát dao vào gáy cũng không có tác dụng. Vậy là Nam Chính trôi tuột vào miệng nó. Khoảnh khắc sinh tử, anh trai xông lên lấy mạng đổi mạng. Thấy cánh tay anh trai rơi trước mắt, Nam Chính cũng không có cách nào. Khi trôi vào ruột người khổng lồ, cậu ấy hét lên một tiếng, phá cơ thể người khổng lồ thoát ra, biến thành một người khổng lồ đáng sợ. Rõ ràng cậu ấy đã biến thành người khổng lồ. Cánh tay bị đứt cũng lành lại, cậu ấy giết sạch mọi người khổng lồ quanh đó. Khung cảnh vô cùng đáng sợ, người khổng lồ bắt lấy một người rồi nhả xuống mặt đất. Michimoto bò ra khỏi cơ thể người khổng lồ, kẻ khổng lồ này cũng vì thế mà biến mất. Phần đầu kể đến đây thôi, cảm ơn đã xem.